để cho Subhadra vào đây đi. Ông cũng đã đến đây rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ, đó chính là ta sẽ dạy cho ông biết lấy chánh pháp duy trì chánh hạnh, chỉ dẫn cho ông đạt được trí tuệ chân thật. Từ trong cái diệt thấy được cái bất diệt, trong buồn đau nhìn thấy quan hỷ, trong tàn bạo thấy được tình người, trong sự xấu xa nhìn thấy điều tốt đẹp vô minh đã che lấp đi tầm nhìn của con người. Nếu chúng ta phá tan màn ảo tưởng đó thì hết thảy khổ đau, hết thảy sầu lo tự nhiên không còn. Trong lòng của chúng ta, từ bi và tha thứ bắt đầu giác tỉnh. Tình cảm của chúng sanh đều như nhau. Nếu ông không phải là người giác ngộ sẽ không phát hiện được điều thú vị của giác ngộ. Và nếu ông sinh lòng mong cầu giác ngộ thì ông cũng sẽ trở thành Buddha.